Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của nội thất Amia. Và sản phẩm mà chúng tôi vừa mới làm xong tại xưởng sản xuất của Amia đó chính là một bộ ghế sofa góc hình chữ L bọc da có tông màu kem trẻ trung và hiện đại. Đây là một sản phẩm dành cho những không gian phòng khách có diện tích nhỏ hẹp. Cụ thể đó là dành cho không gian phòng khách có diện tích là 17m2 của nhà chị Ly ở tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Và hôm nay mình vừa làm xong nên mình đã quay lại video để có thể gửi đến chị Ly về mẫu sofa của nhà mình, đồng thời cũng để quý khách hàng được nhìn thấy tận mắt về bộ ghế sofa góc hình chữ L có kích thước nhỏ gọn. Bộ sản phẩm này thì hiện đang có giá bán niêm yết tại nội thất Amia với mức giá chỉ 8.200.000. Với kích thước cơ bản của bộ ghế sofa như sau: chiều dài của bộ ghế là 2m2, chiều rộng là 1m6. Các bạn lưu ý giúp mình đây là kích thước phủ bì của bộ ghế sofa này nhé. Hãy cùng mình tiến lại gần với bộ sản phẩm này để có thể nhìn tận mắt về các đường kim, mũi chỉ cũng như về chất liệu vỏ bọc da. Như bạn có thể thấy, bộ sản phẩm được thiết kế rất là tinh tế và thanh thoát. Phần tay vịn rất là đặc biệt. Đây là một bộ ghế sofa được cải tiến từ một bộ ghế sofa văng của chúng tôi kết hợp cùng với một chiếc đơn thông minh, thì quý khách hàng, tức chị Ly, đã thay đổi thành việc nó biến thành một chiếc ghế sofa hình chữ L như thế này. Với kiểu thiết kế nguyên bản của nội thất Amia đó là phần chữ L này được tách thành một chiếc đơn, thì với nhu cầu của chị Ly thì đã yêu cầu Amia đã làm thành một bộ ghế sofa góc để giúp không gian liền mạch rộng rãi cũng như là gia đình nhà mình có thể ngồi dọc theo phần chữ L này để có thể thư giãn, ngồi và duỗi dài chân rất thoải mái để nằm đọc sách hay xem tivi. Đặc biệt là ở phần lưng này cũng thế, chúng được thiết kế thẳng thì bạn có thể ngồi và ngả lưng ra ở ngay phần chữ L này. Điều này rất đặc biệt so với những bộ sofa khác của chúng tôi. Một trong những điểm mà chị Ly khá là ưng ý cũng như là yêu cầu Amia đã phải làm rất là tinh tế đó là phần chân ghế. Chị là người trẻ nên rất thích sự trẻ trung và hiện đại, nên với bộ ghế sofa này thì phần chân của ghế được sử dụng chân ghế ni nóc, và ở dưới chân ghế ni nóc này có sử dụng núm, một cái núm nhựa tròn để giúp việc vận chuyển lắp đặt của bộ ghế sofa sẽ trở nên đơn giản hơn, cũng như việc kê vào bất cứ vị trí nào cũng không hề sợ bị chảy xước. Bạn có thể nhìn thấy một núm chân rất là nhỏ ạ. Đặc biệt là với chiều cao của phần chân ghế này thì sẽ phù hợp với nhu cầu gia đình của nhà chị là sử dụng những con sen để vệ sinh. Thì với chiều cao là 17 phân như thế này sẽ cho con sen có thể chạy ở dưới gầm ghế rất là dễ dàng. Vì trung bình một con sen sẽ có kích thước là từ 8 đến 10 phân thì nó có thể dễ dàng làm sạch ở dưới gầm ghế, đảm bảo tính vệ sinh cho nhà chị. Được ăn tặng kèm cùng 3 chiếc gối ôm nhỏ xinh. Với chiếc gối ôm này thì thích hợp để bạn ngồi thư giãn, đồng thời thì bạn cũng có thể sử dụng một chiếc gối ôm đặt nghiêng ra đây và nằm dọc theo chiều dài của ghế sofa và có thể thư giãn, thậm chí là mình tin rằng có thể đi vào những giấc ngủ ngắn rất là tiện lợi. Và chị Ly cũng là một trong những khách hàng may mắn của Amia, đó chính là khi mua mẫu ghế sofa này thì chị sẽ được tặng kèm cùng 2 chiếc đôn nhỏ. Với 2 chiếc đôn nhỏ thì bạn có thể sử dụng để tăng thêm vị trí ngồi khi gia đình có khách, hoặc là bạn có thể để bên kệ để giày để giúp bạn xỏ giày làm sao cho lịch sự nhất. Và mình sẽ chỉ quay một video ngắn như thế này thôi để còn nhanh chóng đi bàn giao cho nhà chị Ly ở tại Tân Triều, Hà Nội. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển đến sang phần bọc ghế sofa để chuẩn bị đi bán giao, cũng như là hình ảnh cho bộ ghế sofa lên xe và hình ảnh thực tế tại nhà khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video tiếp theo.